Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng nay đã dự và chỉ đạo thực binh bắn đạn thật tại trường bắn quốc gia khu vực 1, kết thúc diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 3 năm 2023. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng thời điểm diễn ra thực binh tại trường bắn quốc gia khu vực 1, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu cũng đã trực tiếp chỉ đạo thực binh bắn đạn thật tại hai khu vực khác nằm trong kết cấu chương trình diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 3. Sau thời gian tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo và các cơ quan đơn vị, cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 3 năm 2023 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây là cuộc diễn tập có nhiều điểm mới với phương pháp tổ chức theo hình thức trực tiếp và truyền hình trực tuyến, kết hợp sử dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, tổ chức cho cán bộ kiểm tra, tham quan các hoạt động của bộ đội từ trên không. Các đơn vị thực binh cơ động lực lượng trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động vượt sông, thực binh bắn chiến đấu được tổ chức chặt chẽ, phương án cơ động, dự kiến tình huống, xây dựng thao trường phù hợp, sát thực tế. Cán bộ chiến sĩ có trình độ kỹ chiến thuật tốt, làm chủ vũ khí khí tài được trang bị và vận dụng linh hoạt vào chiến đấu. Xuất phát từ đặc điểm yêu cầu cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, định hướng nội dung phương pháp chỉ đạo diễn tập phù hợp. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo, điều hành diễn tập có chất lượng tốt, bảo đảm đúng nguyên tắc, lý luận tác chiến phòng thủ. Xây dựng tình huống có độ khó, tính phức tạp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các khung tập đã nghiên cứu nắm chắc lý luận, vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ trên cương vị được giao, phát huy tốt khả năng tư duy nghệ thuật quân sự của chỉ huy, cơ quan trong tác chiến phòng thủ quân khu. Thông qua diễn tập sẽ làm chuyển biến nhận thức về tác chiến phòng thủ quân khu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay cho cán bộ chiến sĩ, cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương. Đây cũng là cơ sở cho các đơn vị điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến phù hợp với tình hình mới. Cuộc diễn tập là một bước để quân khu 3 nói riêng và các quân khu nói chung kiểm nghiệm, nghiên cứu việc thực hiện theo tổ chức biên chế mới của quân đội. Để điều chỉnh, bố trí lực lượng tác chiến phòng thủ trên địa bàn quân khu ngay từ thời bình, gắn củng cố quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của quân khu 3 với các lực lượng trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm kế hoạch tác chiến, hoàn chỉnh quy hoạch thế trận quân sự trong phòng thủ quân khu, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đã vất vả trong rất nhiều ngày để chuẩn bị và chúng ta thực hành diễn tập. Đến hôm nay chúng ta hái được quả ngọt. Tôi nhìn hành động của bộ đội ở trên thao trường, tôi rất trân trọng các đồng chí. Sự cố gắng nỗ lực đã được đền đáp. Cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với những hành động chiến thuật, những cái động tác cơ động trên chiến trường, trên thao trường có đủ điều kiện nói rằng quân đội chúng ta đủ sức hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Thành công của cuộc diễn tập lần này sẽ giúp các đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng đang trong giai đoạn điều chỉnh tổ chức, biên chế, nghiên cứu các phương án tổ chức xây dựng lực lượng, thế trận phù hợp, sẵn sàng cơ động lực lượng trên các hướng chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến, nghiên cứu nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt trong lãnh đạo chỉ huy thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình.